Hà Nội, cậu bé chiến thắng căn bệnh ung thư giai đoạn 4 di căn, tưởng chừng đã hết hy vọng. Theo chia sẻ của mẹ bệnh nhân, bé Đức bỗng biếng ăn, sút cân. Bác sĩ ở Nghệ An cho uống thuốc chữa chứng đầy bụng nhưng không bớt. Chị đưa đến bệnh viện tỉnh, kết quả chụp chiếu phát hiện mắc u nguyên bào thần kinh giai đoạn 4, di căn, tiên lượng xấu. Đức được chuyển đến bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ lên phác đồ điều trị kết hợp nhiều biện pháp gồm phẫu thuật, chuyển hóa chất liều cao, ghép tế bào gốc, sau đó xạ trị. Chị Hoa giấu bệnh, không nói cho con biết. Cậu bé nhạy cảm hay hỏi mẹ, bệnh của con có sống được không? Mẹ an ủi, con bị u cắt đi là sẽ khỏi. Bác sĩ tư vấn gia đình cho Đức ghép tế bào gốc, biện pháp cuối cùng giúp bé sống sót, bởi nếu chỉ chăm sóc giảm nhẹ, thời gian sống ngắn ngủi. Tuy nhiên, chi phí một lần ghép tế bào gốc khá cao, khoảng 300 đến 500 triệu đồng. May mắn, bé Đức được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank hỗ trợ một phần chi phí chuyển tế bào gốc, chặn ung thư di căn xa. Tháng 4, ca ghép tế bào gốc được tiến hành. Sau 2 tháng thực hiện ca phẫu thuật, bé Đức đã khỏe khoắn, vui vẻ hơn sau ca ghép tế bào gốc và mổ lấy khối u.